Ok, bây giờ là tới cái nhà khác nè. Cái nhà này thì location bữa trên chỉ rồi phải không? Bên kia là cái nhà mà cho trên cho thuê đằng sau cái nhà này kia. Rồi cái này là đường cũng hơi phức tạp. Không phải phức tạp nhưng mà kiểu như là nó đông xe một tí, nhưng mà nó vui. Ok, so để mình đi vô mới thuê người sơn lại bên trong á. Kitchen, nhà bếp nè. Rồi tường đồ này phải sơn lại hết. So để mình coi thử là everything ok chưa. So hôm nay trên stop by để mà trên chụp hình ở bên trong đó, rồi mình list lên mình cho thuê. Thì nhà này hy vọng là được khoảng 1.800-1.900 gì đó. Ok, good location. Về một trong những cái tip mà trên muốn chỉ mọi người là mua nhà cho thuê á, mua dưới 300.000, 200, 220, 250 á, nó affordable hơn, nó rẻ tiền và nó bình dân. Cái giá bình dân thì phục vụ rất là nhiều cái đối tượng mà người cho thuê, người đi thuê. Chứ còn mà bây giờ mua nhà cao quá thì nó sẽ kén chọn và nó rất là lâu để mà kiếm được người á. So take note nha. Ok, đi vô. Sáng sủa chưa? Sáng sủa. Bàn ăn chỗ này ha. Xong bên này một cái phòng ngủ ha. Thì tới tí nữa bên này có thể làm một cái phòng office nè. Rồi bên này cũng là một cái phòng ngủ nữa nè. Tổng cộng là 4 phòng. Muốn cho mọi người đi vô nè. Cái restroom rất là dễ thương không? Rất là dễ thương không? Bên này mình để cái tivi ha. So trên mua cái nhà này 245 ha. So bây giờ sẽ list lên cho thuê giá khoảng 1.800-1.900 gì đó. Ok, tại vì khi mà mình list lên một cái giá mà cho thuê ấy, mọi người phải để ý đi vô trong cái listing á, mọi người phải click vô ngay chỗ là rent hoặc là lease. Có nghĩa là đã rent rồi, đã cho mướn rồi, trong cái khu đó thì họ sẽ cho thuê bao nhiêu thì nó sẽ ra cái giá của mình. Đừng có list thấp quá và đừng có list cao quá, nên nó sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà tìm kiếm tenant. Ok, so alright, khi mà mình chụp hình và mình đưa lên để cho người ta thấy, người ta coi nhà, để mà người ta mướn nhà mình, nó rất là quan trọng mọi người nha. Cái hình ảnh nó rất là quan trọng để nó có thể cho cái người ta có một cái cảm nhận tốt, họ thích cái căn nhà thì họ có thể thuê nó nhanh chóng hơn. Ok, phía sân sau rất là dễ thương chứ bộ, đúng không? Có nhiều nấu bánh xèo ở đây nè. Cái này ở phía ngoài nè, rộng rãi chứ bộ ha, dung vắng. Bữa cái mấy cái cột này nè mọi người, cái cây nè, bởi trên không có muốn mua nhà mà có cái cây này là tại sao? Nó cái gốc rễ nó đi vô trong cái nền nhà của mình á. Sau trả 1.000 đô để cắt một cái gốc này, gốc nhỏ nhỏ bên kia nữa thôi đó. Nên hạn chế là mua nhà đừng có gần nhiều cái cây lớn quá. Sếp. Ok, so far thì trên mua căn này là 245 ngàn. Bữa nào có cái video trên chỉ cách mọi người make an offer, có nghĩa trả giá nhà làm sao mà trả cú nào là dính chốc cú đó nha. Ok, là bí quyết đó, trên sẽ chia sẻ với mọi người. Ok, trong cái video sau. Ok, thank you mọi người đã follow nè, đã bày tỏ những cái lời nói rất là khích lệ cho anh, để trên có thể tiếp tục có cái động lực để mà trên có thể làm nhiều video hơn nữa và chia sẻ với mọi người những cái cuộc sống hàng ngày của trên. You know, nếu mà không làm việc văn phòng thì trên sẽ, đây là những cái mà trên sẽ dành thời gian cho trong những cái property của mình. Ok, mà đốt bánh xèo với lại nấu bún bò Huế là perfect luôn á, khỏi nghe mùi luôn. Cái sơn tường cũng dễ thương quá anh đi hả, sáng sủa đó. Giờ tôi mới thấy nó rõ ràng đó. Đây là lần thứ hai trên vào căn nhà này. So ok, bật đèn lên là ok. Này sơn sửa lại nó cũng nhìn nó cũng đỡ. Có cái nền nhà là cũng hình như mua từ một người Ấn Độ á, cái nền nhà nó hơi đủ màu sắc một tí. Mới sơn lại cái này nè, mới sơn lại đó. Ok, còn thích cái này nữa nè, bỏ vô đây cái biết sao, trồng rau thơm nè, trồng hành, trồng ngò, trồng xà lách nè, đủ món luôn. Đó, bên kia cũng được trồng nữa ba ha. Chỗ này là để cái bàn cũng dễ thương. Ok, bên này cũng bây
giờ em thấy nó cũng ok lắm rồi, hơn bữa trước nhiều.